Xin chào, mình là Cúc Áo đây. Dạo gần đây thì chỗ mình đang trang trí lại ngôi nhà mới và cũng như là chuẩn bị vài cái khác nữa. Một vấn đề là khi mà nhà ở trên cao á, là mình phải cần có đường đi lên. Mà cái này thì kêu là núi, nên là nếu mình muốn có một cái đường đi lên thì mình sẽ phải làm một cái lõm chõm như thế này. Thì cái chỗ này là bậc thang để mình đi lên. Mình sẽ dùng sẻng để mà tạo một cái khoảng trống. Xong rồi mình sẽ cạo cái phần đất để nó tạo thành một cái hình vuông góc, để mà khi mình bước chân vào nó có thể vững và có chỗ để mình để chân vào, mình lấy lực để mình bước lên cái bước tiếp theo. À mà trên núi thì có hai loại bậc thang. Một cái loại thứ nhất á, là cái loại mà mọi người hay thấy ở mấy cái tòa nhà á. Còn cái loại thứ hai á, là cái loại mà nó như thế này nè. Nó sẽ có một cái hình tròn, những cái hình tròn như thế này, nó tiếp nhau giống như là leo núi á. Mà nhìn thì cũng khá là giống mấy cái hang nữa. Tùy vào những cái địa hình đó thì sẽ lựa chọn một trong hai cái loại bậc thang này. Đối với những nơi mà dốc rất là cao và thẳng đứng đó, thì mình sẽ làm cái loại bậc thang thứ hai này, hình tròn. Còn đối với những cái loại mà mình có đường đi dễ dàng ngoằn ngoèo đó, thì mình sẽ dùng cái loại thứ nhất, là cái kiểu mà bậc thang ngang, dễ đi và dài.